Và tiếp sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh mang số danh 28, bà Nguyễn Tiến Bình đến từ công ty cao su Tân Biên Tây Ninh tham dự thi với bài hát Ngọn Lửa Tuổi 20. Xây đất nước đẹp giàu